Tháng nhá, bây giờ là 8 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2020. Nay lẩm bẩm cả ngày như thằng Tô đấy. Hai con chỉ cô không giấu cô bắt đâu đấy. Bắt trai đấy. Cho nhà em. Bắt con như thế nào? Hai con nào cũng được. 7 nhân với. Anh nhà sao đấy à? Có chú đấy không đấy? Ở ngoài này. Con nào bụng nó bé bé tí ấy. 80 nghìn chị ơi. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Túi tiền đâu của mẹ đâu? Con này cái túi này, cân tư. Ôi nhiều đồ chơi này, bọn trẻ con gay đấy. Lấy mấy con em? Em lấy 2 con thôi bà. Con à, từ từ nữa nhé. Đây, túi của ai? Đây, em bảo của chị 80 nghìn nhỉ? 79 nghìn 900 nhỉ? Gọi 80, 80 rồi. Đây, ta thấy anh cái đồ chơi đó lại đi ra đấy xem đấy. Nó lấy nó con, nó cho kha thuận. Nó lấy để nó trong kia không? Anh ấy vẫn còn cái ở đây. À, để cho. Chỉ này. Nó tiền luôn. Bà. Lấy đi. Bà ơi, lại mà lấy đi. Nhạc kìa, cái chê. Không phải điện nó đâu. Nó cô Lâm, cô đổi con 500 với cô Lâm. Hả? Cô có tiền, cô đổi con 500 mà. Không có tiền lẻ. Bao nhiêu đấy? Của Hàn mức cân 2 nhỉ? Của em bao nhiêu đấy? 1 cân 6 này. 1 cân 6. Lấy 1 con cho bà ngoại. Nào, lấy con trứng này nhỉ? Ủa, con đấy ngon nhỉ? Đấy, to nhỉ? 75 nghìn. 75 nghìn đấy. Không cơ, mua không bán cho 75 nghìn thôi. Lấy cho bà. Mua con nó vừa xong rồi. Lấy cho chị á. Ừ. Đây. Của nhà đúng 3 thứ. Nam thì 6 nghìn. Nam. Đây cho em cầm ở đây đổi nha, xong hắn dặn cho tớ sau. Đấy, bây giờ đổi nhưng mà mình vẫn phải lấy thì cô phải gạo vào đây nha, nếu không lấy nợ nha, cũng lấy không có. Đó là tiền cá. Hôm nay bảo bao tiền nhỉ? 6-7 à? Ờ, 6... Quên rồi chứ, 1 cân 4. 1 cân 4. Đưa cân như thế, cân nửa Việt đấy, vào tính tiền anh. Nhà ba tiền 66 nghìn. Ừ. Có thể 5 vào 5 lấy bánh mì đi. Của nhà em cũng không nhớ đâu chị Trâm ạ. Cũng không chả bảo bao nhiêu cân. Thì cân đến nhớ được. Con xem nào, con này. Cân lại nào, quên bố rồi. 2 con này cân 6 cơ. 2 cân 9 nữa nhá. Đây ba chùm này của nhà. Đâu có con nào ấy. Ê, ai lấy 1 con nhỏ Trâm ấy. Ai lấy 1 con rồi. 5 nghìn. 1 túi 1 con đấy là lấy cho bà ngoại nhá. Đây 3 túi nữa. 3 túi nữa mà. Cho chị tờ nhỏ cái. Tờ nhỏ em có mỗi tờ này. Cả nhà đấy. Không có. Bánh mì á. Đi đây đây mẹ lấy cho. Đi. Nó bánh mì á, đây, bánh mì đây con. Không có bánh mì 3 tầng đâu con. Trên này không có bánh mì 3 tầng đâu. Không có bánh mì 3 tầng. Chưa có tiền lẻ chị Trâm, hết cứ bán đi, em lên bà cho tí chị thu tiền em quay lại em trả nhá. Rồi em để cá chứ cột này luôn, em đi, em đi chơi lúc tí chị về chị có em trả. Ờ, đi lên đi. Không có bánh mì 3 tầng, em gửi trên cột đấy nhá anh Quân, đừng bán nhá Quân ơi, đừng có bán nhá, trên cột đấy, để trên này, trên này, trên này, để lên mà nhân lấy. Ờ, đi lên này. Sơn đi về đi, chị đi lên lên. Bánh mì 3 tầng chứ không có, xong bánh mì dài thôi. Đi. Có thể lấy tạm bánh mì này nhá. Lấy tạm bánh mì này, bá Mai, bá Trâm lấy bánh mì 3 tầng lên cho Nam. Bánh mì 3 tầng không có. Hết rồi, Mai, bá Trâm mới lấy lên, bá Trâm vừa bảo đấy. Không có bánh mì 3 tầng. Không có bánh mì 3 tầng, đi nhanh lên. Thằng này dở hơi, bánh mì kia nó không ăn đâu, 3 tầng đi. Đi lên nhà anh Sơn đi để lấy. Bảy hai. Bảy hai nghìn à? Là lại 4 cân.
28.000. 8 408.000 còn. Không có bánh mì ba tầng, có một bánh mì dài thôi. Không phải nói nhiều. Chào tháng nhá.